Trong những năm qua, công tác phát triển quỹ hỗ trợ nông dân luôn được các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện. Qua đó đã giúp cho người nông dân có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế. Cùng với số vốn ủy thác từ trung ương, hàng năm các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực vận động phát triển nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân với nhiều hình thức. Từ đó đã nâng tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đến nay lên trên 52,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã cho gần 2.500 lượt hộ vay phát triển sản xuất, thực hiện 249 dự án sản xuất. Khi tham gia vào các chương trình dự án cho vay của quỹ, hội viên nông dân còn được theo học các lớp tập huấn kiến thức về trồng trọt chăn nuôi, phòng chống sâu so bệnh, tham gia vào hợp tác, liên kết trong sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.